Bầy chó con mới tiêm mũi một, một vện đực bị rớt xoáy. Con này thì đổi cám hoặc là giá rẻ nha, cho anh em nuôi chơi ở nhà. Ba bé vàng cái. Đây đang thay lồng. Vàng cái ba bé. Đây hai ba bé lên tay, còn bé này chưa lên này. Vàng này vàng cái vạt má. Em này bạc má đang vàng cái bạc má đang tay đang lên, còn hai em kia lên hẳn rồi. Nó bầy này chỉ có một bé đực thôi, vện đực nha, mà tiếc là rất sấy. Chị gái ơi, bắt hai con đực vện nó ra ngoài, xích ra ngoài mà em đi. Cậu ngoài đi. Cậu đi đem chụp hình lên cái. Mai em đi tỉnh cái tuần rồi. Coi cái bài này thì các bạn nào mà ưng bé nào thì inbox mình nha. Inbox với lại đặt cọc trước nha. Đã tiêm mũi 1 rồi, giờ chỉ khoảng 2 tuần nữa tiêm mũi 2. 3 vàng cái, 1 vịnh đực. Vịnh đực không xoáy, vịnh đực này thì rẻ. Ủa chị ơi, cái này 3 con cái hả? Dạ.